24 chia hết cho x, 36 chia hết cho x, 160 chia hết cho x, và x là số lớn nhất. Thì các bạn nhớ ta có 24 chia hết cho x, 36 chia hết cho x, 160 chia hết cho x. Khi gặp cái dấu chia hết nè, và cái ẩn của mình nằm bên tay phải, thấy không ạ? Đó chính là tìm ước. Vậy từ đây mình suy ra x sẽ thuộc ước của 24 nè, 36 nè, 160. Vậy thuộc ước chung của 24, 36, 160. Nhưng do gì ạ? X là lớn nhất. Vì x lớn nhất thì ta suy ra được điều gì ạ? X của mình sẽ thuộc vào ước chung lớn nhất của 24, 36, 160. Thì muốn tìm ước chung lớn nhất, ta có rất nhiều cách. Cách mà dễ nhất đó là các bạn bấm máy tính. Nhưng ở đây mình dùng phân tích ra thừa số nguyên tố nha các bạn. 20, các bạn phân tích 24 ra thừa số nguyên tố. 24 bằng shift FACT ra 2 mũ 3 nhân 3. 36 phân tích ra là 2 mũ 2 nhân 3 mũ 2. 160 phân tích ra là 2 mũ 5 nhân 5. Sau đó các bạn tìm ước chung lớn nhất của 24, 36, 160. Các bạn nghe kỹ giúp Lợi ngay vị trí này nha. Bắt đầu Lợi nói nè, quan trọng chỗ này nè. Muốn tìm ước chung lớn nhất, ta lấy phần chung mũ thấp nhất. Được chưa? Muốn tìm ước chung lớn nhất, ta lấy phần chung mũ thấp nhất. 2, 2, 2 chung nè. Mũ 2, mũ 3, mũ 5. Vậy là mũ thấp nhất là 2 mũ 2. 3 có phải là phần 3 có phải là phần chung không ạ? Không, 3 chỉ có 24 có và 36 có. Còn 160 không có. Vậy ước chung lớn nhất của ba số này là 4, bởi vì 2 mũ 2 chính là 2 nhân 2. Vậy từ đây ta kết luận vậy x bằng 4.